Sao chổi Bay Atlas hoàn toàn không hề thay đổi quỹ đạo. Ngược lại, nó còn hình thành thêm một chiếc đuôi mang đặc trưng rõ rệt hơn của sao chổi. Trước hết, hãy để tôi giải thích rõ tin đồn thay đổi quỹ đạo này. Vừa qua, có rất nhiều nguồn tin cho rằng nhiều kính thiên văn trên khắp thế giới đã quan sát thấy Bay Atlas đi tới phía sau mặt trời và xảy ra sự thay đổi quỹ đạo rõ rệt. Nhưng thật ra, chính câu nói đó đã tự mâu thuẫn. Khi Bay Atlas đi tới phía sau mặt trời, các kính thiên văn trên trái đất hoàn toàn không thể quan sát được nó. Vậy làm sao có thể nhìn thấy nó đổi quỹ đạo được chứ? Vì thế, đó hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Việc xác nhận một sự thay đổi quỹ đạo thiên thể phải thông qua thông báo cập nhật quỹ đạo MPEG do Trung tâm Tiểu hành tinh Quốc tế công bố. Tôi đã tra cứu tất cả các thông báo mới nhất và không có bất kỳ bản ghi nào nói rằng Bay Atlas đã thay đổi quỹ đạo. Nếu thật sự có biến động, tất cả các đài thiên văn trên thế giới sẽ lập tức cập nhật lại phép giải quỹ đạo. Thực tế là mọi kết quả quỹ đạo hiện nay đều hoàn toàn trùng khớp với tính toán ban đầu. Tiếp theo là phát hiện về sao chổi Bay Atlas. Nó đã chuyển từ đuôi phản hướng sang một chiếc đuôi sao chổi bình thường. Giáo sư vật lý nổi tiếng Avi Loeb của Đại học Harvard vừa qua đã công bố một báo cáo nghiên cứu dựa trên 3 tháng quan sát từ kính thiên văn quang học Bắc Âu đặt tại quần đảo Canary. Ông phát hiện rằng Bay Atlas trước đây có đuôi phản hướng ở điểm viễn nhật và giờ đây đã dần chuyển thành chiếc đuôi sao chổi thông thường. Trước tiên, hãy để tôi giải thích đuôi phản hướng là gì. Trong hình dạng điển hình của sao chổi, gió mặt trời sẽ thổi bụi và khí ra phía sau nhân sao chổi, khiến chiếc đuôi luôn hướng ngược lại mặt trời. Tuy nhiên, đôi khi do góc nhìn hình học và ánh sáng mặt trời tán xạ lên các hạt băng bụi, chúng ta lại nhìn thấy một cấu trúc dường như hướng về phía mặt trời, đó chính là đuôi phản hướng. Đuôi phản hướng không phải là một chiếc đuôi mọc ngược, mà là hình ảnh do quỹ đạo các hạt bụi chồng lấp và chiếu lên tầm nhìn của chúng ta. Thực tế, trong bức ảnh độ phân giải cao chụp trước đây bởi kính viễn vọng Hubble, Bay Atlas đã hiển thị rất rõ chiếc đuôi phản hướng về phía mặt trời. Tuy nhiên, giáo sư Loeb đã từng giải thích trong nghiên cứu trước rằng điều này là do CO2 trong sao chổi Bay Atlas bốc hơi, phóng ra các mảnh băng nước nhỏ và những mảnh băng này phản xạ ánh sáng mặt trời, tạo nên hiện tượng đuôi phản hướng khi quan sát từ trái đất. Vậy tại sao Bay Atlas lại chuyển từ đuôi phản hướng sang đuôi thông thường? Chính sự thay đổi này chứng minh nó là một sao chổi bình thường, có hoạt động tự nhiên. Khi Bay Atlas từ điểm viễn nhật dần tiến gần mặt trời, nhiệt độ của nó tăng lên không ngừng, khiến CO2 và CO bên trong nhân sao chổi bắt đầu thăng hoa mạnh mẽ. Lực phun của những khí này mạnh hơn nhiều so với hơi nước, chúng đẩy ra ngoài một lượng lớn bụi và băng từ bề mặt nhân trong thời gian ngắn, tạo thành những luồng phun mạnh mẽ. Lúc này, mật độ khí xung quanh sao chổi sẽ tăng lên đáng kể. Tác động của gió mặt trời lên các hạt bụi này cũng trở nên rõ rệt hơn. Bụi băng sẽ nhanh chóng bị thổi ngược ra xa khỏi mặt trời, dần dần hình thành nên một chiếc đuôi điển hình hướng ngược mặt trời. Và khi tiến gần điểm cận nhật, hoạt động của sao chổi càng trở nên dữ dội hơn. Bằng nước, CO2 và cả các hợp chất bay hơi ở tầng sâu hơn đều thăng hoa cùng lúc. Chúng cùng với vật chất ở lớp ngoài phun trào ra ngoài như một ngọn núi lửa đang hoạt động liên tục. Lúc này, phần lớn hạt bụi đã bị gió mặt trời và áp suất bức xạ quét sạch khỏi quỹ đạo sao chổi. Chiếc đuôi phản hướng biến mất và thay vào đó là một chiếc đuôi sáng rõ, kéo dài theo hướng ngược quỹ đạo của sao chổi. Nói ngắn gọn, sự chuyển đổi từ đuôi phản hướng sang đuôi thông thường của Bay Atlas là kết quả của sự thay đổi nhiệt độ, thành phần vật chất và tác động tương hỗ với gió mặt trời. Khi sao chổi càng tiến gần mặt trời, các vật chất thăng hoa càng nhiều, luồng phun càng mạnh, bụi càng dễ bị thổi bay đi. Do đó, hiện tượng đuôi phản hướng chỉ là ảo giác thị giác sẽ biến mất, và thay vào đó là chiếc đuôi rực rỡ hướng ngược mặt trời, đặc trưng của các sao chổi thực thụ. Ngoài ra, giáo sư Avi Loeb còn công bố một bài nghiên cứu mô hình hóa hiện tượng này và dùng các phương trình vật lý để định lượng hóa toàn bộ phát hiện trên. Kết luận cốt lõi mà ông rút ra là khi Bay Atlas ở cách mặt trời khoảng 3 đến 4 đơn vị thiên văn, diện tích tán xạ của các mảnh băng nước do CO2 phóng ra đạt đến giá trị cực đại, khiến đuôi phản hướng trở nên nổi bật. Còn khi ở vùng cận nhật, tuổi thọ của các mảnh băng ngắn lại và sự đóng góp của các hạt lớn tăng lên, từ đó hình thành nên chiếc đuôi sao chổi bình thường. Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu quan sát từ nhiều kính thiên văn lớn trên thế giới. Vì vậy, mọi biến đổi của Bay Atlas đều có thể được giải thích bằng các mô hình tự nhiên và dữ liệu quan sát. Giả thuyết tàu vũ trụ ngoài hành tinh vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ. Giáo sư Loeb còn viết ở phần cuối bài báo của mình rằng nếu do sự nung nóng mạnh từ mặt trời, Bay Atlas thể hiện đầy đủ các đặc trưng tự nhiên của một sao chổi thực thụ, thì trên thang đo Loeb của ông, khả năng đây là sản phẩm của nền văn minh ngoài trái đất sẽ bị hạ xuống cấp độ 2. Vì vậy, đến đầu tháng 11, khi Bay Atlas đi ra khỏi phía sau mặt trời, chúng ta có thể sẽ có được câu trả lời rõ ràng về bản chất thực sự của nó. Vào lúc bay, Atlas đang ẩn mình sau mặt trời. Con người trên trái đất không thể quan sát được nó. Khi nó tiến gần về phía mặt trời, thiên thể xuyên sao này sẽ có phản ứng gì tiếp theo? Các nhà khoa học đã đưa ra 3 giả thuyết. Thứ nhất là nó sẽ ngày càng sáng hơn. Thứ hai là một phần sẽ sụp vỡ. Thứ ba là hoàn toàn tan rã. Kể từ khi được phát hiện vào ngày 1 tháng 7 năm 2025, 3E Atlas đã di chuyển từ quỹ đạo sao Mộc hướng về phía mặt trời chỉ trong hơn 3 tháng ngắn ngủi, vượt qua quãng đường hơn 700 triệu km. Nó đã hoàn toàn tiến vào vùng mù quan sát của mặt trời. Các kính thiên văn quang học trên trái đất không thể nhìn thấy nó nữa. Nhưng thời khắc then chốt thực sự chính là ngày 29 tháng 10. Đây là lúc nó sẽ đạt đến điểm cận nhật, vị trí gần mặt trời nhất. Ngày này có thể sẽ quyết định vận mệnh của nó. Đối với một sao chổi mà nói, điểm cận nhật là thời điểm nó ở gần mặt trời nhất. Bức xạ mặt trời cực mạnh sẽ khiến lớp băng và vật chất bay hơi trên bề mặt sao chổi thăng hoa, có thể tạo ra các luồng phun mạnh mẽ, khiến độ sáng tăng vọt, thậm chí có thể bốc hơi hoàn toàn. Vì vậy, trước khi 3i Atlas tiến vào phía sau mặt trời, các nhà thiên văn đã sử dụng dữ liệu quang phổ từ kính viễn vọng không gian James Webb và phát hiện được những manh mối quan trọng về thiên thể xuyên sao này. Điều khiến giới khoa học kinh ngạc là tỷ lệ giữa CO2 và nước trong sao chổi này cao tới 8/1, trong khi các sao chổi trong hệ mặt trời thường chủ yếu cấu thành từ băng nước và hàm lượng CO2 rất thấp. Đây là một thiên thể cực kỳ kỳ lạ mà con người chưa từng phát hiện trước đây. Chính thành phần hóa học đặc biệt này khiến khi nó tiến gần mặt trời có thể xảy ra 3 kết cục khác nhau. Kết cục thứ nhất, độ sáng tăng vọt. Nếu cấu trúc lõi của bài Atlas bền vững hơn dự đoán, ví dụ như được bao bọc bởi lớp vỏ đá hoặc kim loại, thì nó có thể chống chịu được cú sốc từ bức xạ mặt trời. Khi nhiệt độ bề mặt tăng lên đến hàng trăm độ C, CO2 đóng băng bên trong sẽ thăng hoa mạnh mẽ, hình thành những luồng phun có hướng rõ ràng. Các luồng phun này mang theo bụi và hạt vật chất, phản xạ nhiều ánh sáng mặt trời hơn khi khuếch tán ra ngoài, khiến độ sáng của nó tăng lên gấp nhiều lần chỉ trong chốc lát. Theo dự đoán của các nhà thiên văn học, nếu nó vẫn có thể tồn tại, thì khi xuất hiện trở lại vào đầu tháng 11, sau khi đi qua phía sau mặt trời, độ sáng của nó có thể đạt tới cấp 8. Lúc đó, chỉ cần kính thiên văn phổ thông cũng có thể dễ dàng quan sát được nó. Bạn sẽ nhìn thấy một thiên thể mang theo chiếc đuôi sao chổi dịu nhẹ xuất hiện trở lại trên bầu trời. Ngay lập tức, các kính thiên văn sẽ khóa mục tiêu theo dõi nó, so sánh sự thay đổi quang phổ trước và sau điểm cận nhật. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chúng ta quan sát được phản ứng của vật chất ngoài hành tinh dưới điều kiện nhiệt độ cao. Điều này vô cùng quan trọng để hiểu quá trình tiến hóa của các thiên thể xuyên sao. Dù sao đi nữa, con người chưa từng quan sát một thiên thể ngoài hệ mặt trời có tuổi đời hơn 7 tỷ năm. Kết cục thứ hai, một phần bị vỡ. Do 3i Atlas đến từ ngoài hệ mặt trời, nó đã lang thang trong không gian suốt hàng tỷ năm với cấu trúc bên trong khá rỗng xốp và lỏng lẻo. Sức nóng từ mặt trời có thể khiến bề mặt của nó nứt ra, thậm chí vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Hiện tượng này đã từng xảy ra nhiều lần với các sao chổi khác với xác suất hơn 50%. Khi đến gần mặt trời, nó có thể bất ngờ vỡ tung, độ sáng tăng vọt trong vài ngày rồi nhanh chóng mờ dần đi. Các mảnh vỡ sẽ tản ra dọc theo quỹ đạo, tạo thành một dải bụi tạm thời trong không gian. Nếu bài Atlas cũng xảy ra hiện tượng tương tự, các nhà thiên văn có thể phân tích quy luật thay đổi độ sáng và cấu trúc bụi để tái dựng lại quá trình vỡ của nó. Thậm chí có thể quan sát được cảnh các mảnh vỡ tái sắp xếp lại. Kết cục thứ ba, hoàn toàn tan rã, tức là biến mất hoàn toàn. Đây là kịch bản cực đoan nhất với xác suất chỉ khoảng 20%. Nếu cường độ bức xạ mặt trời vượt quá giới hạn chịu đựng của cấu trúc sao chổi, phần lõi của nó có thể bị bốc hơi và tan rã hoàn toàn. Cuối cùng, chỉ còn lại một đám mây bụi mờ nhạt trôi dạt trong không gian. Một khi điều đó xảy ra, khi nó xuất hiện trở lại vào đầu tháng 11, chúng ta có thể sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Không có đuôi, không có ánh sáng, chỉ còn lại một lớp bụi mỏng manh trong không gian. Khi đó, con người sẽ vĩnh viễn không còn quan sát được ánh sáng của vị khách xuyên sao này. Nó sẽ hòa tan hoàn toàn vào lớp bụi của hệ mặt trời, trở thành một hạt sáng nhỏ bé lạc mất trong vũ trụ vô tận. Mặc dù các kính thiên văn trên trái đất không thể theo dõi sự thay đổi của bay Atlas khi nó ở điểm cận nhật, nhưng con người đã chuẩn bị sẵn những phương án đặc biệt cho tình huống này. Các tàu thăm dò chuyên quan sát mặt trời có thể bắt được dấu vết của nó giữa nền sáng rực rỡ của nhật quang. Đáng tin cậy nhất là tàu thăm dò mặt trời SOHO của NASA. Tàu SOHO hiện nằm tại điểm Lagrange giữa trái đất và mặt trời, có thể quan sát trực tiếp theo hướng mặt trời mà không bị che khuất. Ngoài SOHO, tàu thăm dò mặt trời Parker hiện cũng đang ở rất gần mặt trời. Nó có thể ghi lại hình ảnh của 3i Atlas khi ở thời điểm gần mặt trời nhất. Hơn nữa, tàu Parker Solar Probe có khả năng chịu được nhiệt độ cực cao do bức xạ mặt trời phát ra, thậm chí có thể bay xuyên qua tầng nhật hoa của mặt trời để ghi lại những chi tiết mà các thiết bị thiên văn khác không thể quan sát được. Nếu lần này 3 Eye Atlas có thể sống sót, thì sau tháng 12 sẽ là giai đoạn vàng để quan sát nó. Lúc đó, nó sẽ dần rời xa mặt trời, và độ sáng tuy giảm nhưng vẫn còn đủ mạnh để quan sát. Các kính thiên văn như Webb có thể phân tích thành phần hóa học trong luồng phun của nó bằng tia hồng ngoại, còn đài thiên văn Gemini Bắc Nam sẽ theo dõi sự thay đổi trong quỹ đạo của nó để xác nhận chính xác nguồn gốc xuyên sao của thiên thể này. Tuy nhiên, giai đoạn quan sát quý giá này sẽ không kéo dài lâu. Đến đầu năm 2026, nó sẽ tăng tốc rời khỏi khu vực bên trong hệ mặt trời và trong vài thập kỷ tới dần biến mất khỏi tầm nhìn của các kính thiên văn nhân loại. Cuối cùng, nó sẽ quay trở lại không gian liên sao, nơi chúng ta không thể theo dõi được nữa. Thật khó mà tưởng tượng nổi, vị khách xuyên sao này đã khởi hành từ vùng sâu thẳm của vũ trụ cách đây hơn 7 tỷ năm, băng qua vô số hệ sao và cuối cùng tiến vào hệ mặt trời của chúng ta. Giờ đây, khi ẩn mình trong vùng mù của mặt trời, nó đang trải qua thử thách lớn nhất là lần cận nhật quanh ngôi sao trung tâm. Nó mang theo những dấu vết hóa học của vũ trụ sơ khai, mang theo quy luật tiến hóa của các thiên thể xuyên sao, thậm chí có thể ẩn chứa manh mối về nguồn gốc vật chất tạo nên sự sống trên trái đất. Đối với loài người, ngày 29 tháng 10, thời điểm 3i Atlas đạt điểm cận nhật không chỉ là bước hoạch định mệnh của nó mà còn là một cơ hội vô giá để nhân loại mở rộng hiểu biết về vũ trụ. Dù nó sống sót, vỡ vụn hay tan rã hoàn toàn, thì tất cả đều sẽ mang đến cho chúng ta một góc nhìn mới về vũ trụ và có thể làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của nhân loại về môi trường vũ trụ thuở sơ khai. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé!